Chuyển sang một thông tin khác. Hiện thì miền Bắc đang trong những ngày giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường. Theo khi nhận, tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô thì số bệnh nhân mắc cúm, đặc biệt là trẻ nhỏ mắc cúm B, đang gia tăng mạnh mẽ. Trong đó thì nhiều trường hợp có chỉ định nhập viện và bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp tiến triển. Theo thống kê của Bộ Y tế, hàng năm Việt Nam ghi nhận từ 600.000 đến 1 triệu trường hợp mắc cúm mùa, số mắc ghi nhận quanh năm nhưng có xu hướng gia tăng vào giai đoạn chuyển mùa hè thu đông xuân trong đó cúm b là một trong những chủng cúm mùa phổ biến nhất hiện nay nhiều địa phương đã ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh hô hấp nói chung và cúm b nói riêng gần đây cúm b được xác định là nguyên nhân gây ra ổ dịch tại tỉnh bắc cạn khiến hàng trăm trẻ phải nghỉ học tại bệnh viện nhi trung ương trong vài tuần qua số trẻ mắc cúm đa phần có kết quả xét nghiệm là cúm b trong khi trước đây chủ yếu là mắc cúm a cả hai chủng cúm thường có triệu chứng sốt, mệt, đau rất họng, ho khan, đau đầu, đau mỏi người, có thể buồn nôn, tiêu chảy. Năm nay, số trẻ mắc cúm B có dấu hiệu nặng hơn hẳn mọi năm và đa phần có cả bội nhiễm. Thông thường, đa số trẻ mắc cúm chỉ cần chăm sóc tại nhà và tự khỏi sau từ 1 đến 2 tuần, dù biểu hiện ho, mệt mỏi có thể kéo dài hơn. Cũng có một số trường hợp diễn biến nặng do bệnh mạng tính hoặc rối loạn, suy giảm hệ miễn dịch nhưng không nhiều. Năm nay, trong số ca cúm biến chứng nặng, viêm cơ tim, suy đa phủ tạng đã có vài trường hợp không hề có bệnh lý nền. Diễn trong tháng 10 năm 2022 đã có 7 trường hợp nguy kịch, trong đó 4 cháu phải lọc máu, 3 cháu phải chạy ECMO. Vì vậy, khi chăm sóc trẻ tại nhà, gia đình cần nhận biết dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám kịp thời.